Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Cao Thị Thanh Loan, sinh viên khóa 2 lớp FP2 Đại học FX. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài tập và làm một bộ môn Excel. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học lại những cái hàm mà chúng ta đã được học và ôn lại hàm. Thứ nhất là hàm x, thứ hai là hàm với lúc cộng, và thứ ba là hàm n, n, o. Đó, và đây là một cái bảng dữ liệu mà thầy đã cho mình để mình về mình làm bài tập. Và hôm nay thì chúng ta cũng bắt đầu vào làm bài tập nhé. Đây là yêu cầu mà thầy giáo cho về cái bảng dữ liệu để chúng ta làm. Thứ nhất, yêu cầu thứ nhất đó chính là sử dụng hàm x, điền thông tin vào cột phân loại theo tiêu chí. Đọc dưới 10 cuốn trên 1 năm là phân loại là trẻ trung. Đọc 10 đến 30 cuốn sách trên 1 năm thì trưởng thành. Và đọc 31 đến 50 cuốn sách thì gọi là trí thức. Đọc trên 50 cuốn sách là một sách. Đấy, thì chúng ta cùng nhau làm yêu cầu thứ nhất nhé. Đây, chúng ta sẽ phân loại. Chúng ta sẽ phân loại ra. Chúng ta sẽ tạo một cột phân loại. Đấy. À đây. Thì phân loại, chúng ta sẽ phân loại trưởng thành, trẻ trung và sách và trí thức. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng hàm x. Lâu mình không học ôn lại nên là nếu như cái này mà như số liệu này mà lớn hơn 50 thì chúng ta sẽ dùng sẽ là một sách. Dùng ít tiếp đi. Nếu như số này mà lớn hơn 30 thì sẽ là tri thức. Nếu như số liệu này mà nhỏ hơn 10, à lớn hơn 10, lớn hơn 10 thì sẽ là trưởng thành. Còn lại thì là trẻ trung thì chúng ta sẽ không ít nữa. Trở lại bài học nhé. Và lẽ mình
2 tháng 10 còn lại thì nó sẽ là trẻ trung, còn lại thì nó sẽ trong các giáo trẻ trung. Enter. À, nó bữa nay là nó không ra bởi vì mình chưa cái định, chưa cho định dạng này là general. Ok, general thì nó sẽ. Alo. Tập mày lại cho tao nghe. Đóng cửa anh nghe. Ok. Anh em ơi, loan nó cũng nghĩ tí xeo anh. Sao là trẻ trung. Sử dụng hàm VLOOKUP và thông tin SHIFT, thông tin bề điểm, thông tin trong một cột mã tỉnh trong xét bản dữ liệu. Ok, thì chúng đơn giản là cái này chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP. Tỉnh cộng với thông tin ta sẽ lấy ở bên này, thông tin ở bên này. Đây là cái mã tỉnh mà muốn. Ok, xong chúng ta cái này chúng ta
Nhớ là chúng ta phải